Nước mía cực tốt và cực độc, biết mà tránh để khỏi rước độc vào người anh chị nhé. Đầu tiên là những cái lợi ích của nước mía. Thứ nhất đó là nó sẽ giúp cung cấp năng lượng rất là nhanh, tránh mất nước trong những cái ngày nắng nóng. Thứ hai đó là ngăn ngừa nhiễm độc gan. Thứ ba đó là giúp phòng ngừa bệnh ung thư cực kỳ hiệu quả. Thứ tư đó là cải thiện hệ tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Thứ năm đó là chống mệt mỏi và phục hồi nhanh sau sốt. Thứ sáu đó là hỗ trợ xương và răng phát triển. Tiếp theo là ai không nên sử dụng nước mía. Thứ nhất đó là người đang uống thuốc như là thuốc bổ sung, thuốc chống đông máu vì sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Thứ hai đó là người hay bị đầy bụng, đường ruột yếu. Thứ ba đó là người béo phì vì trong cái nước mía cái lượng đường của nó chiếm tới 70%, nên là nó sẽ khiến chúng ta tăng cân rất là nhanh đấy. Thứ tư đó là phụ nữ mang thai, nạp quá nhiều đường trong thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ mắc các cái bệnh tiểu đường về thai kỳ, gây ảnh hưởng cho sức khỏe của mẹ và bé. Thứ năm đó là những người bị tiểu đường. Và ngoài ra nước mía nên uống ngay sau khi ép nhé, không nên để nước mía qua đêm vì những cái chất trong nước mía nó đã bị biến đổi rồi. Nếu anh chị thấy video này hay và hữu ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết để cùng nhau chăm sóc và bảo vệ sức khỏe anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.